Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Phan Thị Thắng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức kiểm tra công tác triển khai phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Theo báo cáo của các doanh nghiệp, đến thời điểm này, các đơn vị phân phối đã xây dựng kế hoạch và ký kết các hợp đồng khai thác hàng hóa phục vụ Tết tăng trung bình từ 7 đến 25% tùy từng mặt hàng so với cùng kỳ Tết năm 2023. Trong đó, trọng tâm là các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Tại các điểm bán, lượng hàng hóa được tăng cường từ 15 đến 40%, sẵn sàng phục vụ người dân, trong đó tỷ trọng hàng Việt Nam chiếm 90%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh bán hàng qua kênh online, triển khai thanh toán điện tử, giao hàng tận nơi cho khách hàng và chủ động kết nối với các tỉnh, thành phố, sẵn sàng cung ứng, đưa ngay hàng về Hà Nội khi có nhu cầu sử dụng cao và có biến động xảy ra. Song song với việc chuẩn bị nguồn hàng, các đơn vị cung ứng, các siêu thị luôn đề cao vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP. Nhấn mạnh về công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa, bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, mới đây, Ban chỉ đạo 389 Hà Nội đã ban hành kế hoạch đặc biệt để kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn và triển khai đồng loạt tại 30 quận, huyện, thị xã. Cùng với đó, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm của thành phố cũng đã tổ chức 4 đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai kiểm tra các điểm kinh doanh sản xuất trên địa bàn Hà Nội, đồng thời thường xuyên có đợt kiểm tra đột xuất đối với những chuỗi siêu thị, hệ thống bán lẻ để đảm bảo chất lượng hàng hóa khi đến với người tiêu dùng thủ đô.